những chiếc phà đang chở những chiếc cô bé. Thì chạy xuống vùng khác đó nha các bạn. Đang ngủ cũng dữ lắm à. Rồi nước lên tới cái mí luôn, hết hồn rồi. Tới cái ngã ba đó các bạn ơi, lốp da liền ha, và nguy hiểm mà, và tắc cậu đó các bạn. Trời ơi, nạp ra kìa, xịt khói kìa, ghê không các bạn. Ngoài sông có chiếc xà lan đang vô nữa nè. Chiếc vô chiếc ra ha. Đây ghe bầu và mày chở cây rồi các bạn, chở hết hồn không. Đồ chỉ vô lái sao tăng cấp rồi. Rồi coi nè các bạn ơi, coi nó giật cái sóng nè nha. Vô lái nè.